Vì sao Nguyễn Hữu Linh bỏ chạy thục mạng trước phiên xử ngày 25 tháng 6? Sáng nay ngày 25 tháng 6 năm 2019, Nguyễn Hữu Linh tức Ninh Nựng ra tòa. Dù đã được các đồng chí và đồng giận ra sức bảo vệ, nhưng thực trạng cho thấy khi mà hắn ta đã cởi hết chiếc áo quyền lực thì chẳng bằng một con chó hào hùng lắm, oanh liệt lắm, có thời đã từng làm mưa làm gió đất Đà Nẵng. Hắn ta cho dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi cái tương lai của ngày hôm nay hắn ta cũng giống như bao nhiêu đồng chí đồng giận của mình, lúc có quyền thì luôn dựa vào cái lá chắn của đồng bọn để bao che. Thế nhưng vải thưa chẳng che được mắt thánh, dư luận chẳng thể quên được những hành động xấu xa và bị ổi của hắn mà đã đưa đẩy hắn đến bước đường này. Qua sự việc có thể thấy rằng tương lai mở ra trước mắt và lịch sử sẽ gọi tên những kẻ đang quyền cao chức trọng đang ngày ngày làm khổ nhân dân đồng bào bằng việc bán nước tham nhũng hối lộ ăn không từ một thứ gì rồi tương lai bọn chúng ắt sẽ khó tránh khỏi thảm cảnh cứ thử tưởng tượng khi xã hội thay đổi chiếc áo quyền lực bị lột bỏ cuối đời sẽ chẳng dám ra đường đi đâu cũng bị dè bỉu con cháu bọn chúng mà còn sống ở việt nam thì cũng bị lên án đời cha ăn mặn đời con khát nước các cụ nhà ta có câu nói chẳng có sai Trở lại với vụ việc Ninh Nựng sáng hôm nay, để tránh bị phóng viên chụp ảnh, hắn thi triển lăng ba vi bộ, chạy lên 4 tầng lầu tòa án trong nháy mắt để lao vào nhà vệ sinh trốn biển biệt mà không dám ló mặt ra ngoài cho đến khi được đồng bọn giải cứu. Vụ việc tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, có lẽ tầm 2 đến 3 tháng nữa, Linh Nựng mới lại có cơ hội thi triển một khinh công chứ danh leo 4 lầu tòa án này. Việc tòa trả hồ sơ có lẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, biết Linh lực còn tài sản để nó lót chạy trọt cho cán bộ điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thẩm phán, vân vân. Đây là cơ hội cho các bên đó làm tiền Linh lực và gia đình. Thứ hai là để Linh lực luyện thêm môn mặt dày và khinh công. Chứng kiến màn luyện tập thể thao và chạy đỉnh cao, của Linh ở tòa án, có lẽ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chị Tiến Kim Tiêm nên phát động cán bộ đảng viên luyện tập chạy môn bốn lầu này. Lỡ chẳng may, ấu dầm, tham nhũng hoặc bị phe khác triệt hạ, phải ra tòa thì môn khinh công bốn lầu sẽ giúp ích rất nhiều. Ngẫm lại đời bí thư đảng ủy, Phó viện kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh liên qua mật thiết với môn chạy. Lúc còn trẻ, lo chơi xong chạy làng, chạy cưới, đi làm thì lo chạy ghế, chạy quan hệ với cấp trên có con thì lại phải chạy trường, chạy việc cho con. ấy thế mà khi về hưu lại phải luyện chạy 4 lầu, ôi quả thật số kiếp cộng sản nó phức tạp hơn tưởng tượng nhiều lần. Qua sự việc tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra, giám định bổ sung các kiểu, có thể thấy thứ tiêu chuẩn kép trong luật pháp mà các cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát đang tiến hành ở Việt Nam, xử dân hoặc những người bất đồng chính kiến, tù chính trị thì không cần gì nhiều, chế độ muốn là tuyên án, chóng vánh, những án tù nặng nề để trả thù mà không cần chứng cứ, nhân chứng, không quan tâm luật sư, không giám định, không có bị hại, không có bất cứ thứ gì, thích thì tuyên án. Ấy thế mà khi xử án cái thằng ninh lực thì khác hẳn, thấy công tâm hẳn gà già, nào là bằng chứng chưa thuyết phục, nào là đang thu thập chứng cứ, vân vân và mây mây. Cái áo giáp của đảng có lẽ sẽ che chắn được cho ninh lực qua được kiếp lạn này, nếu như hắn ta chịu nôn hết tài sản ra để hòng thoát tù vài năm, Thế nhưng cái áo giáp của đảng sẽ không bảo vệ được hắn, dập tắt được miệng lưỡi của thiên hạ là điều chắc chắn. Sao mà cái đảng này nó lại hèn hạ và đốn mạc đến như vậy? Cho dù có tuyên linh đựng vô tội hoặc được hưởng án treo đi chăng nữa, cũng chẳng có gì là lạ. Người dân sẽ thấy được thêm một bài học về cái thứ pháp luật rừng rú hiện đang áp đặt cho hơn 90 triệu người dân Việt, trừ những đảng viên cộng sản thì sẽ được hưởng luật riêng. Đúng là đồng đảng với nhau, cách hành xử chuẩn mực hẳn ra ở xứ thiên đường này công lý chỉ là diễn viên diễn hài kẻ cũng đúng và không thể chối cãi trộm vài ba con chó nếu bị bắt thì cùng lắm phạt hành chính nếu tên trộm có tiền án tiền sự thì cùng lắm là án treo nhưng nhân dân cả nước này khi bị trộm chó chỉ biết ấm ức mà không ai xử đại diện cho người bảo vệ nhân dân là công an thì ngấm ngầm ăn tiền bảo kê cho tội phạm phát triển nên khi người dân bắt được trộm chó thì kẻ trộm thường bị đánh đến chết chỉ vì a cay do chúng nó không bị luật xử và dù có giao chúng nó cho công an thì bọn chúng cũng chỉ bị phạt hành chính nhẹ hều, chỉ bằng giá một vài ba con chó bắt được rồi cho về là xong. Trong khi người được cho là bảo vệ công lý thì ăn tiền hối lộ và làm không tốt vẫn cứ mặt dày giữ ghế, trong khi đó không những không có ích trong xã hội lại còn là gánh nặng khi người dân phải e cổ đóng thuế để nuôi bọn chúng. Một điều hết sức phi lý mà vẫn cứ tồn tại và phỉ nhổ nhạo báng vào mặt người dân là bố thích làm gì thì bố làm, vì bố là quan, bố có tiền. Đó là vì việc xử lý đối với hành vi trộm chó cũng như gãi ngứa, tội của bọn họ thay vì trị một, người dân lại trị một trăm một ngàn lần, vì ai cũng muốn trừng trị cả trộm. Khắp đất nước này, ở đâu cũng có ấu dâm, hiếp dâm, có những vụ hiếp và giết luôn nạn nhân. Thế nhưng tất cả những vụ này đều do pháp luật xử, còn người dân chỉ biết bàn tán rồi thôi. Ấy thế mà tại sao riêng những trường hợp như Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Khắc Thủy, Linh Nững, thậm chí hành vi của Hùng và Linh Thẳng thắn mà nói là chưa gây hậu quả, lại hứng chịu gạch đá khủng khiếp từ dư luận. Vì sao? Trong ba đối tượng này, thời điểm ông Hùng bị tấn công dữ dội là do người ta nghĩ rằng ông là cận vệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng khi biết rằng Hùng chỉ là dân thường, người ta giảm ngay việc ném đá, thậm chí lơ luôn chẳng thèm nhắc đến nữa. Vì sao? Phải chăng vì người dân đã quá cám cảnh khi mà cán bộ được khoác lên mình cái áo giáp của đảng mà không phải chịu hình phạt trước pháp luật hoặc có sự bao che dung túng Điều này đã xảy ra nhiều lần và cũng làm mất niềm tin của người dân nhiều lần, mới khiến cho sự việc xảy ra bị người dân lên án kịch liệt. Tuy nhiên sự lấy án đó thường bị chính quyền dập tắt hoặc giả vờ lờ đi, lại càng khiến cho người ta bất bình và sốc nặng. Thử hỏi cái xã hội đi ngược với tự nhiên và công bằng thì tồn tại được bao lâu, cho dù hiện nay đảng nắm mọi quyền hành trong tay, chỉ cần trái ý đảng là thành phản động rồi quy kết trục mũ và đàn áp người dân bắt phải ca ngợi, cho dù nó thối đến tận trung ương và đầu não. Thế nhưng chẳng có gì có thể tồn tại khi đi ngược lẽ tự nhiên. Một ngày nào đó, cái sai sẽ bị đem ra xử công bằng và khách quan. Hãy chờ mà xem, cái chế độ cộng sản thối nát này nó còn tồn tại được bao lâu. Riêng Nguyễn Khắc Thủy và Nguyễn Hữu Linh, hai người này là cán bộ có chức sắc, có thế lực lớn và người dân nghĩ rằng tụi nó đang được bao che, thôi thì để tao tự xử. Thế nên mới có dư luận gai gắt đòi luận tội và xử lý bọn chúng đúng người đúng tội là như vậy. nhưng cảnh ninh nựng chạy trốn sáng nay mới thấy rằng khi cán bộ bị lột cái áo giáp quyền lực thì họ cũng mong manh và dễ vỡ làm sao. Chẳng còn hùng hồn, đau to búa lớn mà cứ như con chi chi nằm đó cho dư luận chửi rủa và lên án. Câu hỏi là nên Ninh Nực và Nguyễn Hữu Thủy bị ghét có phải do họ là cán bộ hay không? Thân phận của họ từ đỉnh cao quyền lực bỗng không khác gì một tên trộm chó. Khi cởi cái áo giáp quyền lực ra thì có khi bọn chúng còn yếu hơn cả người dân làm lũ bình thường. Nếu đem vứt bọn chúng ra ngoài xã hội buôn trải và kiếm ăn bình thường như bao nhiêu người khác, chắc hẳn rằng chúng chẳng thể sống nổi dưới cái ách cai trị độc ác mà bọn chúng đã tạo ra. Báo điện tử dinh.vn có bài, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào bé gái hay không? Cần làm rõ kết luận giám định lúc 21 giờ 10 phút 11 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phía trước thân người của bé gái hay không? Quyết định nêu. Nhiều người muốn nhìn thấy Nguyễn Hữu Linh rời tòa, nghỉ đi một thời gian dài. Ông Nguyễn Hữu Linh mới di chuyển xuống ô tô đợi sẵn, cả trăm người đứng dưới đường muốn tận mắt nhìn thấy ông ta sáng ngày 25 tháng 6, sau hơn 2 giờ xét xử kín, bị cáo Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, tòa án nhân dân quận 4 quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Theo tòa, toàn bộ những lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can và cáo trạng, Nguyễn Hữu Linh thừa nhận thành vi ôm bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 vào ngày 1 tháng 4, tổng cộng 3 lần là sai phạm. Tuy nhiên ông Linh không nhận tội vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu hành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tòa cho rằng cáo trạng về kiểm sát quận 4 không mô tả hành vi khách quan của Nguyễn Hữu Linh đã thực hiện là thiếu sót. Bên cạnh đó, tòa cũng yêu cầu làm rõ kết luận giám định của vụ án về vị trí bàn tay trái của ông Linh di chuyển. Cụ thể làm rõ kết luận giám định lúc 21 giờ 10 phút 11 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người bé gái hay không. Theo công văn số 389 PC0923 vào ngày 7 tháng 5, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh giải thích rất có thể bàn tay trái của ông Linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái là chủ quan, chưa rõ ràng, quyết định trả hồ sơ của tòa nêu. Theo nội dung vụ việc, khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 4, bé Nga, 8 tuổi, từ căn hộ của gia đình đi xuống tầng trệt mua đồ cho mẹ. Sau khi mua xong, bé nhờ bảo vệ bấm thang máy lên tầng 10. Lúc này ông Nguyễn Hữu Linh đi cùng lên tầng 11 khi cửa thang máy đóng lại ông linh tiến lại nơi bé gái đứng dùng tay phải ôm má trái của nạn nhân tay trái cầm điện thoại và hôn lên má phải của bé gái rồi buông ra sau đó ông ta tiếp tục tiến lại dùng tay phải ôm choàng ra sau lưng đặt tay lên vai trái của nga định hôn má bé gái nhưng nạn nhân dùng tay che mặt lại lên ninh hôn lên chán lúc này ông linh có điện thoại gọi đến nên ông ta chuyển máy từ tay trái sang tay phải buông nga ra và nghe điện thoại Tiếp đó ông Linh ôm choàng từ phía sau vòng ra phía trước người bé gái, đặt tay lên vai trái nạn nhân rồi kéo về phía sau. Phần lưng Nga chạm vào thân trước của Linh, lúc này thang máy mở cửa, Lê Ông Linh đã buông bé Nga ra, bé gái chạy ra ngoài và Linh tiếp tục đi lên nhà. Sau khi con kể lại sự việc, ba của bé gái xuống báo với ban quản lý, trích xuất hình ảnh từ camera và mời ông Linh xuống làm việc. Ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong clip, tuy nhiên ông ta không khai thật tên là Nguyễn Hữu Linh mà dùng tên giả là Nguyễn Văn Hưng. Qua làm việc, mẹ của bé Nga đồng ý bỏ qua vụ việc và ông Linh bay về Đà Nẵng vào chiều ngày hôm sau. Khi clip dài 58 giây bị phát tán trên mạng, chiều mùng 3 tháng 4, ông Linh đến công an quận 4 trình diện và khai nhận vào ngày mùng 1 tháng 4, ông có đến căn hộ của con trai ở chung cư Galaxy để lưu trú. Tại đây ông thừa nhận có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy. Ngày 21 tháng 4, cảnh sát điều tra công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.